Mời bạn nữ. Thôi bây giờ mà anh giới thiệu về mình. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Xin chào các quý vị khán giả. Mình tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Ngọc Anh. Sinh năm 1968. Quê Hà Nội, hiện tại sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Công việc là kinh doanh, mà cụ thể là mình với một người bạn có mở một cái tiệm về sửa chữa và buôn bán điện thoại di động và máy tính bảng. Rồi, mời bạn nữ. Xin chào anh Quyền Linh, Kỳ Cát Tường, cùng quý vị khán giả, cùng anh ở bên kia rèm. Em tên là Dương Kim Huệ, em hiện 38 tuổi và đang sinh sống và làm việc tại thành phố Bến Tre. Em hiện tại là chủ tịch hội phụ nữ của phường Phúc Hương, thành phố Bến Tre. Rồi, vậy là hôm nay mình lên đây tham gia chương trình ha. Điểm mạnh, điểm yếu của chị là gì? Điểm mạnh, điểm yếu thì cũng rất là nhiều. Nhưng mà nổi nhất đó là sự tự tin và hoạt bát trong mọi công việc. Và cũng có óc cầu tiến. Còn cái điểm yếu thì nói thật là rất sợ tăng cân, nhưng mà vẫn tăng cân đều đều. Rồi không sao, sau chương trình liên hệ với Cát Tường để được giảm cân nha. Dạ. Anh ơi, anh nghe chị Huệ giới thiệu rồi ha, còn điểm mạnh điểm yếu của anh là gì nè? Điểm mạnh của mình ấy, thì là mình tự là một người hiền lành, chăm chỉ, chịu khó, ca hát rồi viết đàn, rồi là thích chơi thể thao, rất thích đi du lịch và cũng có thời gian sống rất lâu ở bên nước ngoài. Anh sống nước ngoài bao lâu rồi anh? Chắc cũng gần 20 năm ấy. Ở đâu anh? Trước thì mình có qua bên Tiệp, qua bên Slovenia học, sau đó là đi qua bên Hà Lan sống. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì mình có qua được rất nhiều nước. Đông Âu thì có qua Ba Lan, rồi qua Đức, Cộng hòa Séc, rồi qua Hung, rồi qua Bulgari. Rồi qua đó anh làm gì? Đi chơi ạ. Đi chơi mà tới 20 năm chứ ạ? À không, đấy là mình đi được các nước để chơi thôi. Còn mình sống thì sống ở bên nước Slovenia là cũng khoảng 4-5 năm. Anh làm công việc gì bên đó? Mình là đi qua học nghề, thợ hàn, có một thời gian sống ở Đức khoảng 2 năm. Công nhận anh sướng thiệt nha. Linh cũng đi được hai nước rồi đó, Lào với Campuchia đó. Chắc tình trường của anh rải rác khắp mọi nơi quá à. Chắc vậy đó. Em tò mò cái tình trường của anh quá anh. Dạ, cái tình trường thì như thế này đi. Mình ráng chia sẻ ngắn gọn là sau khi về Việt Nam mình có quen rồi, nhưng mà cái thời gian tìm hiểu nó rất là ngắn. Hai người làm đám cưới trong vòng tháng thôi. Về ở với nhau mới thấy nhiều cái nó chọi. Cưới nhau được bao lâu? Cũng phải gần 8 năm đấy. Là mấy đứa con? Một đứa con. Cháu trai hay cháu gái và anh? Dạ cháu trai ạ. Và bây giờ cháu đang ở đâu anh? Sống với mẹ, cũng được 11 tuổi rồi. Dạ. Rồi bên chị Huệ thì tình trường mình sao chị Huệ? Dạ thì nói thật ra thì hồi đó em cũng yêu rất là sớm. Dạ. 19 tuổi là đã yêu. Và khi 21 tuổi thì lập gia đình. Dạ. Khi mà em sanh đứa con đầu lòng á, là lúc đó bé được 18 tháng là em ra tòa. Thì trong cái cuộc sống thì không phải là ai cũng toàn vẹn hết. Mỗi người đều có một cái tôi của mình. Và mình cũng phải có một cái sức chịu đựng và cái sự dung hòa với nhau. Nhưng mà giữa hai người thì không có được cái sự đó. Với lại lúc đó em cũng còn quá nhỏ, mới có 23 tuổi thôi. Thì cái sự chín chắn của mình nó cũng chưa có. Là em về ở với mẹ em từ lúc con em 2 tuổi. Hiện nay thì cháu đang học lớp 10, Tết này là 16 tuổi. 16 tuổi, trai hay gái? Dạ con gái chị. Anh nghe cô kia nói như thế anh cảm nhận như thế nào? Cảm nhận cái cuộc sống của cô cũng rất là khó khăn. Cũng rất là cần thiếu thốn tình cảm. Và bản thân em ý, mình cũng rất là mong muốn và tìm một cái người mà như vậy, cũng cái hoàn cảnh như vậy. Vì mình cũng nghĩ là cái người đã trải qua một đời chồng rồi ấy, thì chinh phục họ cũng không phải là cái dễ đâu. Nhưng mà người ta hiểu và người ta rất dễ chia sẻ thông cảm với mình được. Cô gái bên cô muốn tìm một người yêu như thế nào? Chỉ yêu cầu làm một cái người có cái tình yêu thương mình, yêu thương gia đình và cả đứa con gái của mình. Cái nữa là có một cái sự chia sẻ. Không phải là chồng chú vợ tôi như hồi xưa. Tại vì em thấy bây giờ có rất là nhiều cái hoàn cảnh là thí dụ như chồng làm có điều kiện, nhưng mà thí dụ như em, công việc của em là kinh tế em không có nhiều, thành ra có cái sự mà xem thường thì em không đồng ý. Nói chung vẫn cái chuyện chính mình bị một lần rồi đúng không chị? Là mình mong muốn người bạn đời chỉ cần là thông cảm hoàn cảnh của mình và hiểu cho hoàn cảnh gia đình mình là được đúng không? Em cũng có một lần đó, em cũng có gặp được một cái anh đó là nói chuyện trên Zalo á, thì nói mấy ban cũng 2-3 tháng ấy, ảnh cũng nói là sẽ tìm hiểu rồi thương yêu sẽ cùng mình là lo cho con cái. Sau đó em mới lấy một số điện thoại khác, em làm một cái nick Zalo khác, em thử ảnh thì ảnh cũng lại nói với cái người đó y như đó với mình, là từ đó là em cắt mất luôn. Niềm tin nữa. Dạ cũng có một người rất là thương em, cũng rất là chăm chút cho em từng tí, nhưng mà
em không thể nào đến với người ta tại được. Tại sao chị? Lý do là người ta cũng như em, cũng là nữ. À. Dạ. Thành ra hoàn cảnh bi đát như trời. Con gái em nó có nói, nó nói thôi mẹ, tìm một người cho mẹ có thể bầu bạn được. Con á là mấy mốt con đi Sài Gòn con học rồi, thì mẹ ở đây thì chắc có lẽ là một mình như vậy thì buồn. Thành ra em quyết định là em đăng ký lên chương trình. Yeah. Và em cũng mong muốn là em sẽ gặp được một cái người là có thể hiểu hoàn cảnh của mình và thương yêu mình thật sự. Thôi vui lên ha chị ha. Anh nghĩ rằng cái anh bên đây anh cũng hiểu được, anh hiểu được em đó. Nãy giờ anh nghe em nói rất cảm nhận về tất cả mọi thứ rồi. Nó muốn chàng trai này là cái hình dáng thế nào, hình mẫu thế nào, em có thể diễn tả thử xem giống anh bên đây không? Cao hơn em một cái đầu. Hối như anh Linh vẫn đẹp trai, vẫn duyên. Bụng đừng to quá. Hên quá. Tại vì em nghe nói trên khoa học chứng minh đó là nếu cái người nào mà bụng càng to thì cái tuổi thọ nó sẽ càng thấp. Mày quá. Em không có nói anh Quyền Linh đâu ạ. Tại em thấy Quyền rất là đẹp trai. Em đâu có nói, em nói hối với anh Quyền Linh rồi. Hối duyên. À. Dạ. Hối hài hòa. Rồi anh bên đây thì nói chung là chết rồi. Cũng có chút chút hối. Nói chung người nào lớn tuổi nó cũng hơi hối hối vậy đó. Nhưng mà hối quan trọng là cái bụng ta nó tốt được rồi ha. Anh cảm nhận rất là hiền. Và anh hiểu được những cái gì mà em nói. Và anh nghĩ rằng anh sẽ rút kinh nghiệm với một cái cuộc tình gọi là 8 năm rồi. Anh ơi, nếu mà em xấu quá, em mập quá, anh có đồng ý không? Cái hình thức nó chỉ là bề ngoài thôi. Đúng rồi. Nãy giờ em cũng chưa nghe là cái mong muốn anh tìm một người bạn đời sau này của mình như thế nào. À, một người bạn đời thì bây giờ cái tuổi của mình như này thì thực tế ra là cũng không có nhiều sự lựa chọn đâu. Dễ nhìn chút là được rồi. Yeah. Còn chiều rất cao dễ thì... nhìn. Chiều cao thì khoảng 1m50 đến 1m60 thôi, ở trong cái tầm ấy là dễ dính vào mà, đúng không? Chứ đâu có đòi được nữa, tôi có da có thịt được. Ô, có da có thịt lắm. Nói chung là dư. Dạ. Con em nó rất thích ôm em anh tại lý do là em rất là êm. Không, dễ thương. Chào anh. À, chào em. Dạ. À, thế anh có cái điều gì mà anh không thích ở người phụ nữ không anh ha? Nóng tính quá, là nói nhiều quá. Thế hiện tại là anh đang sống với ai ạ? Mình sống với ba mẹ, bố mẹ. Nhà thì có mỗi mình. Có một chị gái thì ở ngoài lấy chồng ở ngoài Hà Nội rồi. Ba mẹ lớn tuổi chưa anh? Ba mẹ thì cũng 80 tuổi rồi. Rồi ví dụ như con gái của chị á, thì anh có thể rước về luôn được không? Dạ, cái này thì đương nhiên rồi. Cái này là yêu mẹ thì thương con thôi, không có vấn đề gì cả. Dạ, thì, được vậy là mừng, mình yên tâm. Thế hôm nay mình đi với ai hả chị? À, dạ, hôm nay em đi cùng với chị gái kế em. Dạ. Và các chị, có chị lãnh đạo, đồng nghiệp chung. Em là tên là Nguyễn Thị Trúc Giang, em là đồng nghiệp mấy chị em phụ nữ thành phố Bến Tre rất là quý mến đối với em Kim Huệ. Tất cả các chị em ở xã phường sắp xếp mọi công việc để đến đây với mong muốn là em của mình có một hôn nhân mới hạnh phúc hơn đối với Kim Huệ. Thì mình nói ra để cho cái gì anh Nam sau này trong mối quan hệ mình cũng biết cái sự thẳng thắn, có nghĩa là mình góp ý, mình phê bình hay mình nói gì đó là rất là khó chịu, khó nghe một chút xíu. Nhưng mà nếu hiểu nhau rồi thì cái chuyện này nó không có thành vấn đề nữa. Riêng đối với bạn Nam á, thì rất là hài lòng. Một người đàn ông rất là chín chắn, chuẩn mực và nó cũng từ tốn. Mình thấy nó cũng phù hợp với bạn Kim Huệ. Tại Kim Huệ thì nó năng động, thoải mái và cởi mở. Thì cần có một cái người hài hòa hơn lại với Kim Huệ. Dạ, cảm ơn chị ạ. Hôm nay anh trai mình đi với ai vậy anh? Dạ, có đi với bố ạ và cháu. Chào bác. Tôi là ba của Ngọc Anh. Dạ. Lời đầu tiên xin chào chương trình và chào hai MC nổi tiếng của chương trình. Dạ, cảm ơn bác. Là người cha người mẹ thì ai cũng vậy thôi. Đều có một tâm nguyện duy nhất là mong sao con cái của mình yên bề gia thất, chọn được một cuộc hôn nhân hoàn mỹ để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Yeah. Nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng đạt được cái mong muốn đó. Đồng cảnh, hai người cũng đều là một lần đổ vỡ và đều có con. Thế rồi nay mai thành lập một cái gia đình mới. Chúng tôi thì cũng gần đất xa trời rồi, 80 rồi. Cũng không thể nào ở mãi với con với cháu để mà trông nom cho con cháu được. Chỉ có một cái ước mong duy nhất là con mình sẽ xây dựng được một cái tổ ấm và là lần cuối cùng trong cuộc đời của nó. Dạ, cảm ơn bác nhiều. Bây giờ Quỳ Linh sẽ mở rào ra để anh chị có thể gặp mặt nhau nha. Rồi, xin tặng em.
Dạ, em cảm ơn. Dạ. Anh cầm đèn giống nghệ sĩ quá. À, thế này này, mình thì đúng là bây giờ mình cảm nhận về nhau một chút. Dạ. Thì anh cũng thấy là em là một người phúc hậu. Anh rất là điểm 10 trong em. Ồ. Ví dụ hẹn hò thời gian rảnh lúc nào em rảnh được? Dạ, cuối tuần ạ. Cuối tuần ờ dạ. Thì cũng hợp lý. Dạ, dạ còn rồi. Thì ban ngày em đi làm hành chánh thôi, còn ban đêm thì ở nhà. Bây giờ mình đã trải qua một lần rồi, mình có một cái kinh nghiệm, có nghĩa là đã vợ chồng ấy thì nhường chút, nhịn chút, chịu đựng chút thì tự nhiên là hạnh phúc đấy hả? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Mình... em cũng cảm nhận điều đó. Tại hồi xưa thì nói chung là mình cũng cái tôi mình cũng lớn, mình không có chia sẻ được với ai, rồi không có động viên, thành ra rồi mình không có nắm giữ được cái hạnh phúc của mình. Hôm nay thì có chương trình này là mình đã đến với nhau, đó là một cái duyên. Yeah. Và em cũng mong là mình có một cơ hội cho nhau nhiều hơn. Nhất chí, để mình tìm hiểu, tìm để hiểu, mình đúng rồi. Có thể xem là chúng mình có thể tiến trong mấy xa phút này được. Thì cũng không thể là hiểu hết được con người. Dạ, rồi đúng rồi, mình tạo điều kiện cho nhau. Nhưng mà em thắc mắc là sợ nhiều khi em có con rồi á, rồi sau này cái kinh tế trong gia đình á, rồi có phần nào đó là em phải lo cho con em nhiều, rồi anh như thế nào? Dạ, thì cái này thì anh cũng thông cảm hiểu được cái vấn đề đó. Nhưng quan trọng là ví dụ là mình cùng xây đắp, cùng lo. Và còn chuyện con ấy, thì ví dụ có yêu mẹ thì yêu con thôi. Cái tuổi này em không sẵn sàng trong việc sinh con nữa thì thôi, thì chúng mình cùng nuôi những cái đứa con đã có cho nó trưởng thành được rồi. Dạ. Vấn đề về đó. Chứ còn thì anh hỏi em bây giờ em có ví dụ làm dâu thì em có ngại hay là có cái gì gọi là khó khăn gì không? Trong em cũng đã chăm sóc người già rất là là nhiều, nhà chồng cũng như nhà mình thôi. Yeah. Nếu mà mình thật sự mình toàn tâm vô đó thì có dù có khó như thế nào thì mình cũng sẽ làm tốt được. Anh sẽ hát một đoạn dành tặng em trước, đoạn đoạn điệp khúc. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc ngoà, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em cần đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho anh. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Đấy là anh hát tặng em. Anh hát rất là hay. Em có 4 câu thơ để đặt mời em chặn chương trình. Và anh, em là cô gái xứ dừa, chân thành chất phát nhưng thật thà thương yêu. Yêu thì anh bấm nha anh. Anh Linh, chị Cát, chuẩn bị tiền mừng đi thôi. Thử xem Bến Tre và quận 12 có tổ chức kết hôn với nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình ha anh chị nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau. Đã. Đúng nghe rõ. Rồi bây giờ bạn giới thiệu những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc hiện tại đang làm gì nhá. Rồi bạn cứ chủ động giới thiệu về bản thân mình đi, điểm mạnh điểm yếu này kia. À, đợi em xíu nha anh, có công chuyện xíu. Đợi em xíu. À, nghe, gì bảo? Nghe nè. Mời bạn ấy cố định camera. 5 phút. Em họ tên là Đặng Thanh Quy, sinh 26 tháng 3 1996, ở Hậu Giang. Ra đi. Sinh viên học vụ. Vì công việc mà trả lời lâu dữ vậy, có nghĩa là có đang đi làm gì không em, hay là đi học thôi? Em chỉ đi học thôi. Rồi tiền ai đang lo cho em? Ba mẹ. Ừ. Đại gia dữ vậy, sinh 96 là bao nhiêu tuổi rồi, giờ còn đi học, đang học gì á? Đại học. Học là bác sĩ hả? Đại học.
Rồi, hồi trước có làm công việc gì không em? Em là phục vụ có. Ừ, trời ơi. Rồi, bây giờ em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu, đường tình duyên của em giùm chị. Nói chung là đường tình duyên em thì rất là lận đận chứ. Được mấy mối rồi sao chia tay mà lận đận, kể thử coi, lận đận là sao? 10 mối không? Cũng 4-5 mối. Lận đận lắm. Rau cụ thể sao, quen bao lâu rồi người ta bỏ em hay gì mà lận đận? Không, em quen không được, em kiểu dạng này. Là sao, người ta bỏ em hay em bỏ người ta? Ta bỏ em. Ừ, ta bỏ em thì mới lận đận chứ còn em bỏ người ta thì đâu có lận đận. Ta bỏ em. Ừ, rồi rồi sao, rồi mình rút kinh nghiệm mình quen cái mối khác. Rút kinh nghiệm nè, cũng vậy. Được không? Có rút kinh nghiệm không? Có, rút kinh nghiệm. Rồi sao? Rồi sao lại không được? Thì em đó là em thấy công việc hợp rồi. Rồi tới em bỏ anh ta. Thì cuối cùng là em bỏ người ta đúng không? Chị nghe không rõ khúc đó nè. Người ta bỏ em. Rồi bây giờ thì kiếm bạn gái là để khi nào mà kết hôn đây? Tại vì còn đang học mà, thì sao? Bao lâu nữa ra trường em? Bao lâu? Tại thì khoảng em ra trường nội. Em là học bên gì? Bên dược nhưng mà em học ngành gì? Đại học dược. Học biết rồi, đại học dược nhưng mà em học chuyên ngành chuyên môn em là gì? Bán thuốc, bán thuốc tây. À. Rồi bây giờ là đang xin đi làm đúng không? Đúng rồi. Ủa tưởng là ba má cho tiền mở tiệm thuốc tây ở nhà bán luôn chứ, xin đi chi? Nhà em có. Rồi bây giờ em thích mẫu bạn gái thì sao? Mô tả cho chị ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn đi. Gái của em thì bằng tiểu bằng rồi nhỏ hơn nhỏ hơn tóc dài thì cũng hơi xíu được tóc dài hả? Rồi quê quán ở đâu được em, sống ở đâu được? Thì nếu miền Tây thì phải khỏe. Rồi là phải theo em đúng không? Đúng rồi, theo em. Em là nhà có anh em gì khác không? Em không một. Rồi ba mẹ anh làm gì ở nhà? Ba mẹ em bán. Bán bán gì chị chưa nghe? Tiệm thức ăn đó chị. Tiệm quán ăn đó hả? Thuốc thú y. Thú y. Thuốc thú y hả? Rồi. Rồi ok em, vậy thì điểm sao em không thích đó. Điểm em không thích ở bạn gái là cái gì? Là quá chị. Sao nói gì chị chưa nghe nè, đường truyền nó hơi bị kém. Anh ơi, anh cầm giúp em cái điện thoại lên nha. Rồi, anh nói. Alo. Rồi, để em phân tích. Đừng quá tụi. Cọc quá hả? Rồi, ok em. Với lại sở thích của em là thích đá banh đá cụ, nên chúng ta lại nhắn một cái niềm đam mê thích của anh. Tội nghiệp, phải cho em đi đá banh đúng không? Dạ. Rồi được, nó sẽ cho đá banh nhưng mà nó không cho cái khác thôi. Được cái này thì mất cái kia. Rồi. Rồi vậy được chưa vậy? Rồi được rồi, ok được rồi, nếu được chọn thì sẽ báo lại cho em ha. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi. Cái này tốt chưa? Rồi, anh nghe rõ rồi. Rồi bây giờ anh giới thiệu lại một lần nữa họ và tên, ngày tháng năm sinh và hiện tại công việc cũng như là quê nơi mình đang sống hả? Rồi em, xin mời anh. Em là Đặng Quốc Đường. Đặng Quốc Đường. Rồi. Em sinh ngày 2 tháng 2 năm 1976. 1976. Về tuổi của em là sinh ngày 2 tháng 2 năm 1977. Rồi. Em quê quán ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Rồi,
Hiện tại anh đang ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh luôn hả anh? Không, hiện tại là em làm nghề cắt tóc từ cùng cách từ An Lộc, Hà Tĩnh, trong tỉnh luôn. Cắt tóc ở Hà Tĩnh luôn. Rồi, trước giờ là anh có những mối tình nào rồi, anh đã kết hôn chưa? À, có kết hôn rồi, con cái lớn rồi, có hai mối tình. À, bây giờ mình chia sẻ về cái cuộc hôn nhân của mình nhé. Tại sao mà tan vỡ, lý do gì tan vỡ, sống bên nhau bao nhiêu lâu hả? À, mối tình thứ nhất thì hai vợ chồng lấy từ năm 99 là hai vợ chồng cưới nhau và chung nhau được 2000 là vợ đi nước ngoài. Sau đó một thời gian đến 2017 vợ chồng chia tay thì lý do là vợ đi nước nhiều. Rồi nói chung là đi nước ngoài chia tay. Thế xong rồi sau đó đến với luôn một cô khác hả? Sau đó thì cũng có tìm hiểu một cô được cởi tầm được bao nhiêu? 2 năm. Một cô có cưới không? À, không cưới thì mới cùng có một đứa con. À thì lại chia tay nữa hả? À, anh thấy ở mối tình thứ nhất là vì hai vợ chồng chắc là vợ đi nước ngoài nên chia tay vì sai mặt cách lòng. Nhưng mà ở cái chuyến thứ hai á, chuyến thứ hai thì là lý do thì vì sao chia tay? Chuyến thứ hai là vì thực tế là mình không tìm hiểu được kỹ càng. Vì mình cũng tình cờ gặp họ thôi. Rồi sau đó mình tìm hiểu không kỹ càng. Có quen một thời gian rồi. Nhưng sau đó rồi mình cũng biết là mình cũng không thể đi chung với họ tiếp một con đường nữa. Thì mình lại dừng lại. Thì trong lúc mình dừng lại. Người ta cứ dọa mình nếu mà mình không đến với họ thì cho nên là em cũng cố gắng với họ để thứ nhất hai sống với nhau ok thì mình lại sống tiếp cái quãng đời còn lại, nhưng càng ngày càng sống nói chung là không chấp nhận được. Rồi ok, bây giờ các con thì là anh có 2 con rồi thì đang ở với ai? Con thì lớn rồi, con thì có 3 đứa con. Người đầu á là 2 đứa con, con lớn rồi, một đứa đi làm ở nước ngoài, còn người thứ hai thì có một bé nhưng mà với mẹ. Mà người thứ hai là có một bé đấy mấy tuổi và đang ở với ai? 10 tuổi mà ở với mẹ. Rồi 10 tuổi. Rồi anh tên là anh tìm một nhà chương trình tìm cho mình mẫu người như nào á? Mặt là cùng tìm cái tầm tuổi từ 80 đến 97. 80 cho đến 97. 93, 93. Rồi, 80 đến 93. Trong đó là có 2 tuổi là sông cho nên không muốn tìm là tuổi 83, 86. 83 và 86. Là không tìm. Rồi. Tốt nhất là có tuổi 81 thì tốt nhất. Rồi. Và chủ yếu là công việc thì người ta đã làm. Công việc làm sao anh? Ý là cần tìm một người làm công việc tự do ấy. Không thuộc về nhà nước. Rồi. Chiều cao, ngoại hình, vị trí, địa lý. Chiều cao thì nói chung tùy hình ưa nhìn. Nói chung nhìn làm sao cảm thấy hợp với mình. Rồi tốt nhất là tìm được người cùng quê, không thì từ Quảng Bình đi ra. Ví dụ là nếu mà tìm thì tốt nhất là các cái tỉnh lân cận như Hà Tĩnh, nếu không thì có thể mình cũng đi ra Hà Nội. Rồi ok, em cảm ơn anh nhé. Thì có gì hôm nay cái buổi đầu tiên làm quen đầu tiên thì có gì sẽ có biên tập làm việc nội dung với anh sau ha.
Bởi vì cùng thứ nhất là đưa về chương trình là tình nhờ chương trình sẽ tìm hiểu người bằng là kiểu không liên quan con cái nhiều rồi đó, rất... Ok được rồi, chương trình lắm được rồi, tinh thần này nha nhá. Vâng. Rồi cảm ơn anh nhiều. Tình nhá. Rồi cảm ơn anh.